Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này ngoài trời có nắng nhưng cũng đang có cả mây. Nguyên nhân là do một rãnh mây dông nằm vắt trên khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của rãnh mây này, nên các tỉnh vùng núi phía Bắc trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Còn ở khu vực vùng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nhưng không gay gắt. Phân bố mây làm cho nền nhiệt các khu vực của nước ta có sự khác biệt. Vùng núi nhiệt độ chỉ từ 30 tới 33 độ, thì khu vực Trung Du nhiệt độ tăng lên ngưỡng oi nóng là từ 35 tới 36 độ. Còn ở vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 36 tới 37 độ. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, rãnh mây dông lại dịch chậm xuống nước ta. Nó sẽ lại gây mưa ở khu vực Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực phía Bắc của tỉnh Điện Biên với lượng mưa trong đêm nay phổ biến từ 10 đến 30mm. Còn với các tỉnh, thành phố miền Trung, ngay từ lúc này trời đã có nắng mạnh và nhiệt độ ngoài trời đều đã cao từ 29 cho tới 31 độ. Cảm giác oi bức đã xuất hiện ngay từ lúc này. Trong ngày hôm nay, dưới sự tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, miền Trung vẫn là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ từ 36 tới 37 độ. Các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi là vùng tâm nóng của miền Trung, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 tới 38 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 tới 36 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn chịu sự chi phối của gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Vì thế, vào chiều tối trên cả hai khu vực tiếp tục có mưa. Tuy nhiên, từ sáng đến đầu giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 29 tới 32 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 31 tới 34 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, về chiều tối có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 tới 10 km. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và cả gió giật mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.